Tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Ở tập trước, một trận hỗn chiến giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đã nổ ra. Đối thủ của Tiểu Vũ là Ma Hùng Đấu La, thực lực của lão điên cuồng hùng bạo, không thể chọi cứng trực diện, cho nên nàng ta phải liên tục sử dụng thuấn di để né tránh. Đồng thời trên miệng cũng liên tục khiêu khích, nếu bắt được, tỷ tỷ ta sẽ cho lão cá ăn. Nói rồi, nàng lấy ra hồn kỹ thứ 7 là Vũ Hồn Chân Thân và Nhu Cốt Thọ Phân Thân, biến hóa ra thêm mấy cái phân thân, chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Tất cả đều đồng loạt lao lên tấn công Ma Hùng Đấu La. Số lượng nhiều, lại thêm thân hình thoát ẩn thoát hiện, Ma Hùng Đấu La không kịp phản công nên liên tục bị sút vào mặt. Lão tức giận đập mạnh xuống đất tạo ra một làn sóng xung kích phá hủy tất cả mấy cái phân thân và đẩy lùi Tiểu Vũ về sau. Nhân cơ hội đó, lão lập tức phản công, định đấm vào người Tiểu Vũ và nhưng nàng ta đã nhanh chóng sử dụng vô địch kim thân. Sau đó, nàng lại chủ động lao lên, đánh liên hồi vào người đối thủ. Vậy nhưng tất cả mấy đòn đánh chỉ như gãi ngứa, điều này làm cho lão ta vô cùng tức giận. Lão lập tức phản đòn, truy đuổi Tiểu Vũ kịch liệt giống như mèo đuổi chuột. Đáng tiếc là tốc độ của Tiểu Vũ quá nhanh, lại có thêm nhiều chiêu thức phòng thủ nên lão ta không làm gì được. Còn bị nàng ta dùng mị hoặc mê hoặc đám binh lính cầm chân lại, cuộc chiến giằng co một hồi lâu. Qua Long ở phía xa quan sát liền cảm thấy, cho dù xử lý khắc thách quái ngăn cho cường gia của Vũ Hồn Đế Quốc, vậy nhưng tác dụng với đại quân của địch cũng có giới hạn. Quân địch sắp tiến vào phạm vi công kích hồn kỹ của bên ta. Đại sư cho biết, điều ông mong cho lại chính là như vậy. Ông đang mong chờ quân địch tiến vào phạm vi công kích hồn kỹ của bên ta. Nói rồi, ông liền ra hiệu lệnh hành động. Pháo hoa báo hiệu nhanh chóng được bắn ra. Kiếm Đầu La lập tức lao lên không trung, rồi sử dụng thất sát kiếm tạo ra vô số kiếm khí đánh về phía quân địch. Cả đám thế về liền quay xe bỏ chạy là thượng sách. Đáng tiếc là bây giờ mới chạy thì đã quá muộn, bọn chúng nhanh chóng bị kiếm khí tiễn về chờ ông bà. Chỉ với một chiều đã quét ngang đội quân hồn sư của kẻ địch, phải nói là quá mạnh. Quan Long thấy vô cùng phấn khích, một kiếm này chỉ giết hơn 1000 tên hồn sư của Nhà Minh Tông và Hòa Báo Tông. Đại sư cho biết đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ông ra lệnh cho đường giao quân bắn nỏ. Ngay lập tức, mũi tên được bắn ra như mưa. Mặc dù đám hồn sư phe địch đã dựng ra màn phòng thủ, và nhung lại không thể đo lại được uy lực của ám khí đường môn, một phần trong đó chọn cách rút lui. Kế tiếp là bắn ra phá sắp tiễn phá hủy hàng phòng thủ của quân địch. Đến đây thì bọn họ mới nhận ra bản thân mình chủ quan rồi. Trận hình triển khai quá nhanh, đại quân còn chưa kịp chạy tới tiếp ứng thì đã nằm xuống gần hết rồi. Lúc này Bì Bì Đông vẫn đang cùng với Đường Tam giao thủ. Nàng ta cảm thấy tình thế không ổn, muốn tốc chiến tốc thắng để còn làm việc khác. Cho nên, sử dụng ra hồn kỹ thứ 6, phóng xuất vô số gai nhọn về phía đối thủ. Đường Tam cũng sử dụng kỹ năng hồn cốt thái thảm tay trái là trọng lực nề chiều để đối kháng, tạm thời giam cầm công kích của Bì Bì Đông. Bì Bì Đông thấy vậy liền lập tức lao lên, Đường Tam nhận ra tình thế không ổn rồi. Cũng may là có sự hỗ trợ đến từ Vinh Vinh, cho nên hắn mới thoát khốn và phản công ngược lại. Bì Bì Đông tức giận lấy ra kỹ năng mạnh hơn, vậy nhưng vẫn bị chèn ép. Nàng ta nhận ra Đường Tam có thể ngăn cản được chiều này, đều nhờ có cử bỏ Lưu Ly Tháp hỗ trợ. Nếu như không còn phụ trợ nữa thì sao đây? Nhờ có sự nhắc nhở này cho nên Đường Tam mới kịp thời sử dụng tinh thần lực dò xét. Phát hiện ra tên Quỷ Báo Đấu La đang hướng về phía Vinh Vinh, hắn nhanh chóng quay lại nhắc nhở nàng nguy hiểm. Quỷ Báo Đấu La với thân hình nhanh như chớp, thoát ẩn thoát hiện lao về phía Vinh Vinh. Bạch Trầm Hương phát hiện ra có kẻ tập kích nên lập tức yêu cầu đám người Đường Sa Quân ngăn cản. Đáng tiếc là bọn họ chưa kịp biểu diễn thì đã bị đánh tan tác, cái giới bảo vệ Vinh Vinh cũng bị đánh tan. Nếu không có phù trợ, đại quân của Thiên Đấu sẽ bị tàn rã. Cho nên, nàng phải sử dụng ra hồn kỹ thứ 8, ngăn cản 9 lần công kích chí mạng mà không mất. Chỉ có điều trong lúc đó không thể đồng thời sử dụng hồn kỹ khác. Cốt Đấu La và Quỷ Báo Đấu La từng đánh nhau vài lần. Vũ hồn của tên kia là Hắc Văn Quỷ Báo, không chỉ bao gồm nhanh nhẹn và sức mạnh, mà chiêu thức cũng quỷ dị sắc bén khiến người khác khó lòng phòng bị. Chỉ sợ cứ bỏ thần quang của Vinh Vinh cũng không cản được công kích thần tốc của hắn. Chữ Phong Chí lo lắng, chiến trường thiên biến văn hóa, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Đứa con gái duy nhất này tuyệt đối phải sống. Sau một hồi biểu diễn, Quỷ Đấu La cũng đã dọn dẹp sạch chướng ngại và chớp mắt. Hắn ta cũng không ngờ được rằng cô bé Vinh Vinh này lại có tuyệt chiêu bỏ mệnh đó. Hắn mong chờ muốn xem thử nàng có thể ngăn cản được bao lâu. Nói rồi, hắn trực tiếp sử dụng ra hồn kỹ thứ 8, hư không chi ảnh, tạo ra nhiều cái bóng tấn công bỏ tháp. Điều này nhằm mục đích tiêu hao cử bỏ thần quang của Vinh Vinh. Trong lúc Vinh Vinh đang chật vật chống cự Quỷ Báo Đấu La thì những người khác vẫn miệt mài chiến đấu cùng đối thủ. Chỉ có điều thế cục dần dần bị nghiêng về phía Vũ Hồn Đế Quốc. Nếu như bị bọn chúng xông qua, đại quân phía sau sẽ không còn sức mạnh đánh trả. Mà Đường Tam cũng bị Bì Bì Đông chèn ép. Sau một hồi giằng co, cử bỏ thần quang của Vinh Vinh cũng bị đánh tan. Thân thể nàng giống như diều gặp gió, không tự chủ được rơi xuống bên dưới. Chỉ chờ có vậy, Quỷ Báo Đấu La liền lao tới định kết liễu Vinh Vinh.
Trong thời khắc nguy hiểm đó, Kiếm Đầu La đã kịp thời ngăn cản, cứu vớt lại một mạng cho nàng ta. Kiếm Đầu La tỏ ra vô cùng tức giận, mà Quỷ Đầu La cũng rất giận dữ. Kiếm Đầu La muốn bảo vệ cô bé kia, vậy thì để xem là kiếm của ông nhanh hơn hay hắn nhanh hơn. Nói rồi, hắn lao lên động thủ, vậy nhưng kèo này có vẻ chọn sai đối thủ rồi. Kết quả là bị bón hành ngập mồm, mới biểu diễn được vài chiêu thì đã nằm sấp mặt rồi. Kiếm Đầu La nhắc nhở nàng tiếp tục phụ trợ cho mọi người. Còn đối phó Quỷ Ma Đầu La thì một mình ông là đủ. Vinh Vinh nghe vậy lại tiếp tục dùng ra vu hồn. Mọi người nhận được sự phụ trợ này, liền lấy lại sĩ khí, giờ đã tới lúc bọn họ phản công rồi. Đại sư cảm thán, may mà Kiếm Đầu La kịp thời cứu viện. Vinh Vinh lần này quỳ vị, bây giờ hai bên lại trở về trạng thái kiềm chế lẫn nhau. Trong kỵ binh đoàn của Vũ Hồn Đế Quốc cùng quân đội Nham Linh Tông, Hoa Báo Tông đều đang bị tạm thời áp chế. Nếu như đám người Đường Tam có thể tiến thêm một bước giết chết đại tướng quân địch, thì Vũ Hồn Đế Quốc chắc chắn nguyên khí đại thường. Quân ta công phá Sa Lăng Quan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại sư nhận định, nếu quân đoàn hồn sư có đến hàng vạn người của hậu phương quân địch đuổi tới thì vẫn sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với bên Tam. Bây giờ đám người Đường Tam đã thu hút phần lớn hỏa lực. Quân ta vừa vặn thừa cơ xông lên, triệt để cắt đứt liên lạc tiền và hậu phương của Vũ Hồn Đế Quốc. Từ đó quân ta có thể từ hai cánh bọc đánh phá vây. Ngay lập tức, Qua Long liền hạ lệnh cho quân đội công thành tiến lên. Quân đoàn hồn sư thì đi theo, chiến thú cũng xuất kích. Cả đám nghe theo lệnh đều hùng hổ xông lên, chân thế vô cùng ác liệt. Điều này làm cho Bì Đồng phẫn nộ, nàng nhận ra ý đồ này có ý nghĩa là gì. Cho nên lập tức yêu cầu Thánh Long quân đoàn và Hắc Hồ Tông dùng trận hình tiến công lên phía trước tiếp viện. Nhất định phải đánh gãy tiết tấu tấn công của đại quân thiên đấu. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem nhé! Video của mình tới đây thôi, xin chào và hẹn gặp lại!